Đây hôm nay mưa quá nên là đang phải bọc lại cái máy ấy. Hôm nay thì thời tiết rất là mưa nên là team mình đang phải dùng màng bọc thực phẩm để bọc máy lại để tránh bị ướt. Nói chung là cũng là một cơ hội hay, mặc dù mưa thì không ai muốn cả, nhưng mà để xem là quay một ngày mưa thì nó ra sao. Nhiều mây quá, hy vọng hôm nay nắng đẹp. Mặc dù là vẫn chưa tìm được cái điểm kia, nhưng mà đấy, đôi khi là mình không tìm được điểm này, mình lại tìm được một điểm khác cũng hay. Thì bây giờ đặt cái xe vào xong quay nhá.